Sao Hoàng nhà đầu địa xin kính chào các bác. Hôm nay lên sóng giới thiệu qua một chiếc máy massage chân của hãng Fever này, một con máy gần như mới tinh các bác nhé. Nó là gần như mới tinh luôn ạ, hình thức gần như không có vết xước nào, rất là mới luôn. Chắc là cũng chỉ dùng được vài lần. Đấy, về hình thức đẹp cũng long lanh như mới các bác ạ. Một con máy mỹ mãn luôn đấy. Quay các bác nhìn biết là hình thức nó cực mới rồi. Con này nó bóp rất là hay. Cái phần bóp này của nó này, nó bằng mút xốp nên mà rất là êm. Rất là êm nhá, kia. Đây các bác nhìn nó bóp vào nó nún đây này. Đấy, rất là êm luôn. Phần vải như mới tinh này, như mới tinh nhá. Chung là chắc chỉ dùng vài lần mà con này ở dưới lại có bi lăn này. Có bi lăn ở dưới này các bác này, nó lăn xoay lên nhá. Đấy. Bi xoay ở dưới này nhá. Hai bên này có bi xoay. Phải nói là một con máy massage chân đẹp mỹ mãn luôn. Long lanh. Rất là hiếm con nào mà được mới như này đấy, các bạn nhìn này, mới tinh luôn. Con này vẫn nguyên bản điện 100 nhé, em bán là 1.700.000 và đi kèm cả đổi nguồn cho các bác. Còn các bác mà không lấy đổi nguồn thì là 1.600.000, giá chưa có phí vận chuyển. 1.700.000 cả đổi nguồn các bác nhé. Rất là mới, rất là đẹp, hàng không có nhiều đâu ạ. Một con massage chân rất là êm, hai bên là bằng mút xốp, rất là êm này. Đấy, có cả bi lăn ở dưới, bi xoay tròn luôn, bi hoạt động luôn đấy. Đấy, con lăn ở dưới luôn, con lăn ở dưới đang chạy. Đấy. Rất hiếm đẹp, có hai cái tốc độ bóp. Đấy. Đấy, bác nào lấy bác liên hệ nhé, chào các bác.